Xin kính chào quý bà con, thưa quý bà con. Giá sầu riêng cập nhật sáng ngày 10 tháng 2, 2024, nhằm ngày mùng 1 Tết. Giá sầu riêng tạm thời đi ngang nha bà con. Miền Tây Black Thorn giá 145.000 tới 150.000 đồng. Sáu hũ 130 tới 140. Chuồng bò 120 tới 130.000. Ri sáu hàng đẹp giá 140 tới 145.000. Ri sáu muso 125.000 tới 130.000. Sầu riêng Thái hàng đẹp 180.000 tới 190.000 đồng. Sầu Thái mua xô 165.000 tới 170.000. Tại miền Đông, ri sáu hàng đẹp 138.000 tới 143.000. Ri sáu mua xô 125.000 tới 128.000. Sầu riêng Thái hàng đẹp 180 tới 188.000. Sầu Thái mua xô 160 tới 169.000. Tại Tây Nguyên, ri sáu hàng đẹp 138.000 tới 143.000. Ri sáu mua xô 125.000 tới 128.000. Sầu Thái hàng đẹp 180 tới 188.000. Sầu Thái mua xô 160 tới 169.000. Giá sẽ có Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phúcanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.